Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Bình Phước. Chương trình tối nay thứ ba ngày 9 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây. Quyết định 144 của Bộ Chính trị và trách nhiệm của các cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự lễ khánh thành cầu Suối Tiên. Thực hành du lịch xanh để phát triển bền vững. VTV sẵn sàng cho thể loại phát thanh trực tiếp tại Liên hoan Phát thanh Toàn quốc 2024. Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới và chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bình Phước và được trực tuyến đến các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Bình Phước và tổ chức cơ sở đảng tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu xem phim tài liệu Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng, đồng thời nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung quy định số 144 và hướng dẫn thực hiện quy định. Theo đó, đối với cán bộ đảng viên phải tự giác, tự rèn luyện, tuân thủ nguyên tắc và quy định của Đảng cũng như pháp luật của nhà nước. Đảng viên, cán bộ cần đặt ra mục tiêu phát triển bản thân, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng và ý thức đạo đức, từ đó đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả hơn vào công việc và cuộc sống. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cũng đã quán triệt nội dung mới trong chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Việc quán triệt và hướng dẫn thực hiện những nội dung của quy định số 144 và chỉ thị số 35 nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong việc thực hiện quy định và chỉ thị. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp, các ban ngành địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đồng thời tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch và nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ngành địa phương. Thưa quý vị, quyết định số 144 là bước cụ thể hóa kết luận số 2 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quy định số 144 cũng khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh đảng đang đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh để đảng ta là đạo đức, văn minh. Dự hội nghị tại các điểm cầu của tỉnh Bình Phước, nhiều cán bộ đảng viên cho rằng quy định 144 được ban hành rất phù hợp và cần thiết trong thời điểm hiện nay, nhất là trong bối cảnh cả nước đang chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội 14 của đảng. Trong quy định cũng xác định những cái đó là cái mục tiêu, đó là vừa mang tính kiên định kế thừa chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, rồi cái mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, rồi về xây dựng công cuộc xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay, và đồng thời cũng là nếu được những cái vận dụng sáng tạo trong cái tình hình mới, thông qua cái quy định 144 thì khơi dậy cái khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Quy định 144 chỉ có 6 điều, nhưng đã liệt kê cụ thể chi tiết những chuẩn mực đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên. Vì thế, thực hiện tốt quy định sẽ làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng nổi bật ở người cán bộ đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước. Để quyết định 144 thực sự đi vào cuộc sống, thấm sâu vào mỗi cán bộ đảng viên, thì ngoài các biện pháp tác động từ bên ngoài của các tổ chức cá nhân như công tác giáo dục, quán triệt, công tác quản lý rèn luyện, rồi vai trò nêu gương của người đứng đầu, vân vân, thì quan trọng nhất vẫn là quá trình tự tu dưỡng rèn luyện của mỗi cán bộ đảng viên. Phải tiến hành thường xuyên liên tục
để tiếp tục đưa cái quy định 144 vào cuộc sống thì bản thân của mỗi cán bộ đảng viên phải tự tu dưỡng rèn luyện bản thân mình. Vai trò là một cán bộ hội phụ nữ, chúng tôi sẽ có kế hoạch để triển khai đến cán bộ hội viên biết về cái quy định 144 này để thực hiện được tốt hơn. Với thông điệp lấy đạo đức làm gốc, lấy trí tuệ làm đòn bẩy sức mạnh tự lực tự cường của mỗi cán bộ đảng viên, quy định với yêu cầu thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng uy tín như một sự cảnh tỉnh. Nếu ai đó không còn sự trong sáng cách mạng thì không nên đứng trong hàng ngũ của đảng. Đây là dịp để mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, soi chiếu vào các nội dung của quy định để tự sửa mình, hoàn thiện mình mỗi ngày. Qua đó, truyền cảm hứng cách mạng, lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 7, Ủy ban nhân dân hai huyện Phú Riềng và Đồng Phú phối hợp với Câu lạc bộ Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành cầu Suối Sên. Dự lễ khánh thành có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tuyết Minh. Cầu Suối Sên nối xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú và xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Cầu được khởi công xây dựng từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 1 tháng 6 thì hoàn thành. Cây cầu dài 20 m, rộng 3,5 m và tải trọng 3,5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng 1,8 tỷ đồng do ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư Thành Công, Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và một số nhà hảo tâm tài trợ. Cầu Suối Sên đi vào hoạt động, góp phần giúp người dân hai huyện Đồng Phú, Phú Riềng thuận tiện đi lại phát triển kinh tế. Công trình nằm trong chương trình từ thiện xây dựng 100 cây cầu dân sinh được nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kêu gọi hỗ trợ các địa phương vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn với tôn chỉ kết nối bờ vui. Qua đó, góp phần phát triển giao thông, tô điểm thêm cho cảnh quan nông thôn Việt Nam. Dịp này, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng 7 căn nhà tình thương cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Phát biểu tại lễ khánh thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Tuyết Minh nhấn mạnh, cây cầu khánh thành đưa vào sử dụng mang tính nhân văn, chia sẻ sâu sắc. Cây cầu có ý nghĩa rất quan trọng đối với người dân, giúp giải quyết nhiều khó khăn trong việc đi lại, giao lưu, học tập. Đây là cây cầu nối những bờ vui, giúp nhân dân hai huyện kết nối giao thương, gắn kết, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Tuyết Minh mong chính quyền cùng nhân dân hai địa phương phát huy giá trị hữu ích của công trình. Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Tuyết Minh đã chủ trì họp Hội đồng Tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh về xây dựng và hoàn thiện quy trình bảo quản trái cây sau thu hoạch tại tỉnh Bình Phước bằng hệ thống plasma lạnh. Đề tài được nghiên cứu bởi nhóm tác giả đến từ Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Phương pháp sử dụng plasma lạnh trong nông nghiệp là một trong những phương pháp mới giúp kéo dài thời gian bảo quản. Ưu điểm của phương pháp này là tiết kiệm được thời gian, chi phí thấp và hiệu quả hơn nhiều so với các phương pháp khử trùng bằng hóa chất và khử trùng bằng nhiệt. Nhóm tác giả dự kiến đề tài sẽ triển khai nghiên cứu trên 3 loại trái cây chủ lực của tỉnh, với thời gian đề xuất thực hiện là 24 tháng. Từ thuyết minh của chủ nhiệm đề tài, các nhà khoa học tham gia phản biện, các thành viên hội đồng tuyển chọn và ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tuyết Minh, chủ tịch hội đồng khoa học công nghệ tỉnh đã có nhiều ý kiến đối với đề tài, đồng thời tiến hành bỏ phiếu theo quy định. Kết quả, 9 trên 9 thành viên tham gia bỏ phiếu đồng ý chọn đề tài này, đồng thời yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa phù hợp. Cục Hải quan Bình Phước chiều nay tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan đã tham dự hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2024, đã có 529 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan. Tổng số kim ngạch phát sinh trong 6 tháng qua là 5,396 tỷ đô la Mỹ, tăng 51,5% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu là trên 2,16 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,4%. Kim ngạch nhập khẩu là 3,23 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 90% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2024,
Cục Hải quan Bình Phước được Bộ Tài chính, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 1.282 tỷ đồng. Trong 6 tháng, đơn vị đã thu được 713,3 tỷ đồng, đạt 55,6% dự toán, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới, ngành đã phối hợp kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 203 vụ việc, thu giữ nhiều hàng hóa vi phạm và xử phạt trên 1,9 tỷ đồng. Hội nghị cũng đã được nghe nhiều tham luận về công tác phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu, quan hệ phối hợp trong công tác điều tra tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, công tác thu ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2024. Thưa quý vị, ngành du lịch đang triển khai du lịch xanh, loại hình du lịch dựa trên khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm hạn chế những tác động xấu đến môi trường sống của con người. Tại Bình Phước, việc chuyển đổi xanh trong phát triển du lịch cũng được ngành quản lý cũng như là các đơn vị tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nhằm phát huy hiệu quả các sản phẩm du lịch cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng làm du lịch, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tại chương trình gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức vào sáng nay, nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm của các thành viên Hiệp hội Du lịch tỉnh, các đơn vị kinh doanh du lịch đã nhấn mạnh đến sự phát triển du lịch xanh, việc liên kết để cùng thực hiện các tiêu chí của du lịch xanh, xây dựng sản phẩm du lịch xanh hiệu quả và hấp dẫn. Theo ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Phước, để phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh, thúc đẩy phát triển du lịch xanh, ngành đã tuyên truyền vận động các đơn vị cá nhân làm du lịch thực hiện nhằm chung tay bảo vệ môi trường, phát triển các sản phẩm du lịch xanh ở Bình Phước nói riêng. Có thể nói là du lịch Bình Phước có rất là nhiều tiềm năng như về tài nguyên rừng, có cái hệ thống rừng nguyên sinh rất là lớn, rất là thuận lợi cho việc mà phát triển cái du lịch xanh. Hiện nay là ngành văn hóa thể thao và du lịch tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các cái cơ chế chính sách, các cái định hướng mới để giúp cho các cái công ty lữ hành, các cái nhà đầu tư thấy rằng cái tiềm năng của du lịch của Bình Phước để đến đầu tư và hỗ trợ các cái công ty lữ hành, các cái doanh nghiệp để các cái khu điểm xây dựng những cái sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương để đón khách đến Bình Phước. Chuyển đổi theo hướng du lịch xanh không chỉ là việc phủ xanh không gian du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái, mà cần có sự đổi mới tư duy trong phát triển du lịch giữa các cơ quan quản lý, cộng đồng làm du lịch và cả khách tham quan. Bởi phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh là dựa trên cơ sở tôn trọng, phát huy hiệu quả các giá trị tài nguyên, thực hiện các hoạt động quản lý, kinh doanh và tiêu dùng du lịch xanh. Thưa quý vị, sáng nay, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước BBTV tổ chức ký kết hợp tác truyền thông năm 2024 với các doanh nghiệp đối tác cho chương trình Ngôi nhà khởi nghiệp, âm nhạc và cuộc sống. Ngôi nhà khởi nghiệp và âm nhạc và cuộc sống là hai chương trình phát thanh trực tiếp của BBTV. Từ khi lên sóng, các chương trình đã thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả, thính giả với những phản hồi tích cực, đồng thời nhận được sự đồng hành tài trợ của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tại buổi lễ, BBTV đã ký kết hợp tác đồng hành tài trợ chương trình Ngôi nhà khởi nghiệp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhà Đẹp và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thương mại Sản xuất Thảo Thảo. Đồng thời, ký kết hợp tác đồng hành tài trợ chương trình Âm nhạc và Cuộc sống với Nha khoa Thiện Mỹ. Cảm ơn sự tin tưởng đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp với các chương trình của BBTV. Phó Giám đốc Phó Tổng Biên tập BBTV Cao Minh Trực khẳng định sự đồng hành của các doanh nghiệp đối tác đã giúp cho BBTV thực hiện thành công rất nhiều chương trình trong thời gian qua. Thông qua các chương trình trên sóng của BBTV đã quảng bá hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu của các doanh nghiệp đến với khách hàng và công chúng. Tại lễ ký kết, đại diện các doanh nghiệp đã cam kết sẽ đồng hành với BBTV trong các chương trình đã ký kết để cùng nhau phát triển, cùng nhau thành công. Thưa quý vị, trong những ngày này, đội ngũ những người làm báo nói cả nước hân hoan phấn khởi chào đón Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Đặc biệt, Liên hoan năm nay có sự tăng mạnh của chương trình phát thanh trực tiếp với số lượng lên tới 33 đơn vị tham gia. Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước BBTV cũng là một trong những đơn vị tham gia dự thi trực tiếp.
Hiện thì ekip đã sẵn sàng tranh tài tại sự kiện lớn nhất làng báo nói 2024. Đề tài các chương trình phát thanh trực tiếp dự thi năm nay bám sát hơi thở cuộc sống. Trong đó, nhiều tác phẩm đi vào những vấn đề lớn nhưng góc tiếp cận gần gũi, thiết thực với công chúng. Mấy ngày qua, ekip dự thi phát thanh trực tiếp của BBTV cũng rất ráo riết hoàn thiện những khâu cuối cùng để sẵn sàng tranh tài vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 11 tháng 7. Năm nay BBTV chọn tác phẩm Nước mắt của Điều để đi dự thi liên hoan phát thanh toàn quốc. Đây là một cái chủ đề rất nóng và thời sự và mang tính địa phương nhưng có tầm ảnh hưởng rất là lớn với cả nước. Chuyên đề của chúng tôi đi tìm câu trả lời là nguyên nhân vì sao mà người dân Bình Phước lại quay lưng với cây trồng tỷ đô và giải pháp nào để giữ vững cái điều phát triển bền vững và cũng như thương hiệu điều của Bình Phước vốn đã nổi tiếng và đứng thứ gọi là số 1 trên toàn thế giới. Năm nay, ban tổ chức liên hoan tiếp tục trao giải thưởng tác phẩm được quảng bá rộng rãi nhất trên môi trường số. Chính vì thế, ekip BBTV cũng đã sẵn sàng các phương án để phủ sóng rộng hơn, tích hợp công nghệ mới để phát sóng đa phương tiện trên nhiều nền tảng. Theo ban tổ chức liên hoan, các đơn vị tham gia có sự chuẩn bị công phu và kỹ lưỡng cho cuộc thi với các hoạt động nghiệp vụ sôi nổi và hào hứng nhất tại các kỳ của liên hoan. Chúng tôi cũng tương đối là ấn tượng về cách tiếp cận hoặc là cách đặt vấn đề. Và đây cũng là một cái mà sẽ khiến cho ban giám khảo sẽ gặp khó khăn. Tôi nghĩ là như vậy trong cái việc mà thẩm định và đánh giá tác phẩm. Năm nay, Liên hoan phát thanh toàn quốc còn vinh danh 5 hạng mục gồm ứng dụng nền tảng số, podcast, kỹ thuật dàn dựng xuất sắc, giọng vàng, người dẫn chương trình xuất sắc. Hy vọng với các đề tài mang tính thời sự và có nhiều đổi mới sáng tạo sẽ đem đến liên hoan những góc nhìn mới để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng cả nước.